Rồi cả nhà ơi, trở lại kênh Liễu Khanh, xin chào cả nhà nha. Thì nay mấy anh em đi đi đâu anh nhỉ? Đi võ hả? Đi đường sông. Đó, giờ chuẩn bị cơm nước nè nha, đang trưa đó bụng đang ăn. Đó. Còn cái này là gì đây? Con dê ve. Cái con dê sầu của mình đó cả nhà. Em quắt canh gan hay gì nè. Bánh mì rồi cà chua dưa hấu gì tùm lum hết trơn cả nhà. Đây, đồ ăn trong đây nặng lắm nghe nha. Ôi, một hộp hết biết rồi. Đó, bữa nay thì ba anh em đi. Rồi, thì cả nhà cùng đón xem nha. Dính ba cái tả bí lù cả nhà ơi. Quá trời rồi. Cái xong rồi nó cạn nghe nhà kinh đó. Bí lù của ai vậy Liên à? Giờ, giờ. Của vợ quắc thảy dưới đây cái gì nữa phải không? Vợ của canh nó lội. Không có ai vợ Liễu Thành, vợ anh Thành trồi kia này. Không có trồi tới đây đâu. Đó. Quá trời cạn rồi cả nhà ơi, mắc cạn rồi. Ơi. Giờ cái anh em đẩy này nha. Đẩy ra sông lớn đi. Ở trong cái gạch nhỏ nha nhà. Trời ơi quá trời cạn nè. Có nước chưa? Trời. Dính gì vậy? Trời ơi dính nguyên cái tả bí lụ nữa rồi. Rồi gỡ đây. Rồi em gỡ rồi. Rồi trời. Không biết chừng nào ra được cái sông lớn này cả nhà ơi. Trên YouTube cũng làm ghê gỡ rác nữa ta. Gỡ rác nữa. Mình đi theo mình gỡ rác nghe nha. Ngày cũng chịu à, chịu ngoài. Mồ hôi này tao đang cầm. Ánh thần ơi cái bao. Cái chùm gâu của ai không biết quá rồi. Đang ở bà đó chạy được rồi. Rồi để mình gỡ rác nghe nha. Quá trời dính rồi. Tới đây cả nhà. Đi ông đóng có xác đất à. Ngước lên cái nhìn cái bệnh luôn trời. Ở này còn nguyên luôn cả nhà. Núp lùm nha. Đó, quá trời dày nó bịch rồi. Ở này còn mặt dữ lắm phì luôn cả nhà. Nó phì cái chỗ này. Còn cái thinh nha. Ở này núp. Mấy anh em không thấy cái gì cả nhà. Nó phì quá trời phì luôn à. Ở này nó dài lắm dài. Nó thòng xuống tới dưới luôn kìa. Hết biết cơ bằng bự nha. Rồi giờ em leo lên nghe nha, sát đất ha, bước lên nhánh cây là tới. Quá trời cơ bằng bự, quá trời của đất này nha. Khủng khiếp nó phì cái nha, quá trời phì rồi, không biết sao đây. Ra chưa? Rồi lên hỏi đi, hỏi lên nữa đi. Đưa em cái này. Thôi, thổi. Đưa em thổi cho. Trời ơi dữ lắm rồi Nhiệm ơi. Quá trời quá đất rồi. Hả? Cỡ 5 lít á.
Vô đây coi nè. Quá trời của đất rồi cả nhà ơi. Cái bộ mặt này. Vô đây tiếp em cái đây. Quá trời rồi. Đây cả nhà ơi. Quá trời rồi. Ôi ôi nó chạy hết trơn ổ luôn rồi. Hết ổ. Hết ổ này phải xả đi nha nha. Nó vô không tới. Ôi ôi ổ này cỡ 5 lít á. Ôi ôi cục mặt cái này. Trời trời trời. Bên đó có không nhỉ? Cục mặt cái này cả nhà. Hết có biết. Ôi. Em khủng rồi. Chi phẩm bây giờ ơi. Ừ. Có không? Có luôn. Cái nào không có rồi. Ô cùng rồi bên đây dở không đó. Ừ, nó phì cái nè. Bên đây nó chạy chân dài, bên nó chạy chân thấp. Rồi, đi đi. Rồi. Rồi, cắt đi. Nó cắt để cắt thì... cho không chịu. Cắt dễ thì nè. Ê. Ê, ê, đứng, đứng, đứng bé. Chạy mặt kêu ra gì vậy? Đây, đây. Cái này buộc dĩ lại. Lấy buộc dĩ lại. Cắt đi. Lấy cái dĩ nó buộc lên. Dạ, dạ, đúng rồi. Cái nó. Ông buộc lên là nó còn kẹo nó kém cắt hơn. Cắt đi rồi tính. Dĩ, dĩ. Ê, nhúng nước lên nha, em quay ra. Dĩ dĩ đi sao? Rồi. Rồi. Ê, ê. Cháy bẻ gì trời. Bẻ dập mặt. Ừ, cái dĩ này cả nhà. Buộc lòng phải xả dĩ nha. Ổ này nó chạy tàn hết trơn nè. Ổ này nó còn đang nở luôn. Nó chia bầy mấy bầy rồi nha. Ổ này mấy cả 2 tháng trời còn. 2 tháng. Hơn rồi. À tháng. Ổ này đóng từ ấy tới giờ. Nãy đem những cái đọc đó trơn ta. Dạ đúng rồi nè. Đọc đó tay cho nó. Trời đất trời nha. Ổ còn khủng. Ba anh em lên mừng lên luôn đó nha. Dọc cái phấn lại coi. Cứ mãi cho cái bọc lớn rồi gọi gọi gớt cái rồi. Rồi còn. Ừ. Rồi cắt cái lên cùng mặt đi, cùng mặt cắt lên đi. Rồi trời cắt cái chuyện như vợ em á nghe. Ừ, cái mặt kìa. Đẩy lên đi. Không còn cái phấn rồi, phấn không còn gì. Phấn có mấy hộp. Mấy hộp phấn luôn nha, cùng mặt khủng khiếp rồi. Cục này vô cái mặt khủng. Thấy chưa, thấy cái anh này chỉ chưa. Rồi lặn cái bọc đó lên nha. Chùm lặn cái bọc đó lên. Trời ơi cái bọc khủng lồ, lặn lên đó. Rồi tao biết bữa nay mà có hàng khủng ta đem mặt khủng mà. Đâu. Lặn lặn cái bọc lên, đừng đừng cho nó dính. Rồi cắt chưa? Ta nạo trước đi rồi ta chọc hai bên đi ta. Né né đưa cái mặt lên coi. Trời ơi lông thần chứ. Kéo cái bọc lên. Bọc 10 kg nghe nha. 10 kg rồi để cho nè. Lặn bọc lên. Ê bể mà kìa, bể đầu kìa. Bể đầu. Kéo lại tí nữa. Đừng có đụng cái kéo lại cái nữa để rớt cái đụng nghe rượu khóc luôn tiếng khum Khmer luôn. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi kéo bọc vô hả? Đồ anh này cũng có kỹ thuật ta. Ừ, tao muốn giữ. Thấy không? Thấy anh này chưa? Có kỹ thuật rồi. Nhiệm, nhiệm quê lờ mà. Trời phì lên luôn rồi kìa. Đó, rồi chưa? Đẻo bên kia đi, đẻo bên kia hết gọc bên đây. Ừ. Cái này cỡ gần lít mặt nữa nè cả nhà. Trong cái tàn này nè, mặt không đây. Đây đây. Lít cho không. Lít cho không. Ừ. Đó, cục mặt này không tuổi đi ông hết mẹ sẽ vừa rồi nãy giờ hút bên kia no luôn rồi cho ông nó ăn lỡ bớt rồi. Có cái trái gì vậy tròn tròn với ta? Trái cám. Trái cám à? Đậu phụ tao à? Cái gì? Đậu phụ tao à? Cắm đầu hả? À? Chưa có gãy đâu làm gì vậy? Gãy rồi sắp già nó dễ bẻ. Ê để nguyên để nguyên để nguyên để nguyên để nguyên em cà kè cho sạch cho mấy ổng để sau này về nha. Nhìn vậy. Đâu? Bên đây trời ơi. Chứ không hả? Chứ hơn chút. Cũng vậy hả? Tại nó hơi lép hơn xíu. 80 ý 90. Rồi cắt vô rồi chi dục bỏ vậy. Đâu cầm lên cái cây. Trời ơi. Cái gì vậy má? Trời ơi. Ơi còn phấn quá cả nhà. Còn phấn ở dưới. Phấn nhẹ, không sao. Ánh thần ở cục mặt. Trời màu mặt nó đẹp thế này nha.
Trời khủng khiếp. Rồi này bỏ ra, bỏ tôi vớt rồi mất bảy. Tôi tao giục cùng mặt xong rồi. Giục đi. Rồi ẩm đi xuống xuống đi. Rồi ẩm cùng mặt luôn. Đưa tao cái hết chứ. Thôi, vậy tao nghĩ được. Ẩm đi, xuống đi. Đuổi xuống rồi ăn cùng mặt này no xuống rồi. Cùng mặt đi xuống. Hai thằng thôi, đấy đấy. Đây, đưa đây, tôi quay cho. Quay dính bờ, dính hết bờ. Hết cháy luôn rồi, xe vừa hết cháy luôn, xe vừa cháy đâu. Cái thằng nó nổ, cái thằng nó không nhớ máy. Xe vừa đâu. Giờ quýt rồi. Chờ. Đây đây đi quay. Thôi. Canh canh nghe có lá. Nó né mấy bụi lá này đẹp ra gì mà. Cái mày không dí đâu con. Quá đã. Có trống cũng. Trời ơi, cục chết gì? Hơn. Cái này gì em này nó được chặt. Sâu này. Ồ, rửa mặt không ở nhà. Cái gì? Cái này nó ở mùi lưng tất cả phát bút. Tưởng là 3 lít chứ không. 4-5 lít đó cả nhà. Quá trời chị. Siêu phẩm. Siêu phẩm lít lùm. Con này chắc cỡ bà một tháng gì nữa. Chắc cỡ bà hết quá. Mặt cả nhà. Đó, mặt cả nhà. Trời ơi, lông lá nó bông hoa nó gỗ gớt rụng. Chẳng như mình mẩy. Ai da. Không da, sao. Dở tim giùm thôi. Rồi. Hồi nãy lên cũng bệnh nha. Dưới mặt nhiều mà, mặt nhiều đó không lắm. Mặt nhiều rồi hỏi chịu rồi. Cục mặt cỡ đó quýnh nhiều quýnh như vậy. Trời ơi, cái miếng này nặng rồi nè. Bọc này hơn lít mặt rồi. Rồi đi, đi cạo cạo cho. Rồi. Rút, tao anh em dơi quả cây. Dơi cái cây. Trời ơi, quá rồi, bít cái trơn này nha. Rồi xuống, xuống xuống ghe cái. Quên, 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 cho tôi sửa cái dĩ, treo lên cho nó. Được không? Cái dĩ này con chạy tàn nè. Trời ơi, đây cái nhà. Hàng khủng. Quá trời quá đất rồi, cái màu mặt nó ngon rồi nè cả nhà. Anh em bợ hàng khủng cả nhà. Ba anh em lên cây ngồi lên chùm luôn nha. Trời ơi, cũng mặt rồi nè. Khủng khiếp không cả nhà. Ôi, ôi quá trời rồi. Sáp quá mềm. Sáp mềm không? Rồi cả nhà nào có cần xài mặt cục nguyên cục gì liên hệ cho em nghe nha. Đó, quá trời cục khủng rồi. Còn đang bịch cái này cả nha. Cái này cỡ lít trên lít nha. Ở này cỡ 4 lít mấy. Quá trời quá đắt cả nhà ơi. Rồi. Đoạn đời ra kìa nha. Này khủng. Khủng khiếp thiệt chứ. Đây cả nhà ơi, giờ mấy anh em nghỉ trưa nghe nha. Đây, cơm có gì đây? Con này là con gì trời? Dê dẻ. Dê dẻ hả? Dê dê nghe nha. Con dê sầu á. Cái con này kêu e đó cả nhà. Đó, cái này món này quá chế nè cả nhà. Cá cá gì? Cá hú. Cá hú à. Rồi thịt xào cải. Đó, cơm trắng nghe nha. Dưa hấu của mang tên trầm. Hào hào cái ghê chứ trời. Rồi, rồi, rồi mời cả nhà dùng bữa trưa cả nha. Mời cả nhà dùng miếng giấm nha. Đó. Quá trời ngon rồi, ngồi đây mắc cười. Mày của. Cái này mày cà khanh. Mày cà khanh em qua. Đó. Rồi, buổi trưa cả nhà đói bụng quá trời đói rồi. Mấy anh em đi bắt nãy giờ cả nhà. Đói quá đói rồi. Đây không có đũa cả nhà, bẻ hai nhánh bằng. Giờ ngồi ăn cả nhà. Rồi, mời cả nhà ăn cơm cả nhà. Cơm trưa nha. Anh em đi đói bụng quá rồi. Khô cá mặn. Khô cá mặn của Nhiệm nè. Đó. Cái gì có cọng gì đen đen đi chứ gì? Vậy. Anh em cài cái đi. Trời ơi quá trời rồi cả nhà. Còn có 15 phút nữa đi làm. Ôi, không nói rồi. Đi. Nè. Gấp cái bằng cái cái bằng nghe cả nhà. Cái gì cũng có 2 phút 25 phút chứ đâu. 15 phút. Quá ngon nha, giờ cạp trái cà nè cả nhà. Cái gì? Chứ gà. Quá ngon rồi. À, nhanh bằng. Hồi lúc làm nó khô quá nha. Miếng à. Khô cá mặn à. Mặn thiệt. Lấy mình lúc quá trời đói rồi nha. Vô miếng hấu cho ngọt ngọt lại, mặn quá.
Anh ăn không cái này mấy anh em đi tiếp nữa nha. Rồi nha, hôm nay em quay trở lại cái hút tổ ong này nha. Đó, tổ ong gạo to này nha. Này hút chiều trong nhà cả nhà. Ngay cái miễu nè. Đó giờ này cũng trời cũng sắp tối rồi nha, tranh thủ đang hút lẹ. Ổ này hỏi mấy anh cắt mật bự lắm nha. Bữa nay thấy nó u vô nó chạy kẹo hết trơn. Ổ này chắc lên xả ổ bỏ rồi nha. Nó vô ổ hết trơn, nó chạy kẹo kìa. Nụ dài vô cái nha. Rồi giờ em chuẩn bị lên hốt cái nha. Cái này tối tranh thủ đặng hốt để tối chờ miếng xì dừa cái nha. Đứng lên luôn. Quá khí vàng cả nha. Vàng làm dữ thân ôn trời. Trời ơi. Quá trời kiến dạng cắn cái nhà ơi, dữ lắm rồi. Trời ơi, cái kiến dạng lạnh thiệt chứ. Ui da. Trời ơi. Quá trời kiến dạng cắn gì dữ trời. Mặt này. Quá trời kiến dạng cắn. Trời ơi, cắn bụng gì nó bò tự lưa cho nha. Lắm rồi. Mà hết biết luôn. Cây kèo. Ở này còn giữ được nữa nè. Mặt cười. Quay chậm chậm cho nhà xem nha, chứ kiến dạng cắn dữ lắm. Mặt này nha. Trời ơi, coi cái nhà. Coi cái giò hành nè. Kiến dạng cho nó bu coi nè. Hết biết rồi. Quá trời quá đất kiến dạng vô dữ trời. Rồi cắt cái nha. Trời này cũng sắp tối rồi. Cái dạng cắn chịu không nổi. Con này cũng hiền nha. Có cái kiến dạng ngán mấy ông dần dần. Ừ, nó bò vô mình cắn nách. Quá trời nha.
coi bự đâu chứ về dưới rồi. Đắp lên cho ăn đi. Nhưng thằng cái vàng quá trời quá. Hả? Ừ. Quá trời cái vàng à. Đâu mà dữ vậy trời. Mà dính dúng tay nữa nè. Con này hiện khô quá nha. Mà con cái kiến vàng nó bò vô mình hắn quá trời vậy nè. Rồi, đi cắt gì là kỹ lắm rồi nè. Đọc cái vỡ mấy sau được cho mốt đâu ông xỉu nè. Trời trời trời, nó bò vô bụng cắn nè. Thằng ơi, xuống về. Nãy leo lên cái miễu quên giá cái nè. Ôi, mập. Này cái nhà coi nè. Quá trời ngon cái nè. Chấm dầu vô. Cầm chú ong vậy, cầm chú ong vàng nè. Đấy rồi. Ồ, quá ngon. Bắt vô đây luôn nha. Lúc rưỡi phá nè. Góc ơi. Ủa, này nửa lít nữa nè. Lít rưỡi khỏe không nè. Hả? Khỏe. Dọn cho nó sạch sạch xíu. Một ý sâu nè. Ui da, cái dạng cắn trời. Vô mịn cắn đó nha. Quá trời quá đất rồi. Ui, xuống lẹ nha. Dữ lắm rồi. Nó lạnh thì cái trời trời nó bò rồi nè. Quá trời quá. Ừ, lắm rồi. Quá trời. Hả? Đâu quýnh đâu. Nè nè. Trời ơi, chút xíu rớt rồi.
Con nhảy nè. À, nhảy đi. Dữ lắm mày nha, trời cắn cái gô vô trên trời. Cắn hả? Kiến hả? Kiến vàng hả? Ừ. Quá trời quá đất. Cái đựng lít. Lít khỏe. Hả? Rồi cả nhà thì mấy anh em đi bữa nay nghe nha. Khủng khiếp rồi. Một hai khoang hả? Hai khoang mặt cả nhà. 16 lít. 16 lít mặt nghe nha. 17 lít. Tính cái lẻ luôn một lần là 17 lít. Mỏ lẻ hết. Ba anh em đi cả nhà mặt ngon không cả nhà. Giờ này tối quá rồi quay không có được cả nhà. Giờ này 7 giờ rồi. Nè. Đó, gần 7 giờ rồi nè cả nhà. Mình có trùng mấy nha. Nè cả nhà ơi. Quá trời quá đất rồi cả nhà. Anh em đi về đuối sức cái trơn à. Rồi rồi. Rồi. Rồi chào cả nhà luôn cả nhà. Cả nhà có thấy hay thì để lại cho Sam xin một like, một người đăng ký nghe nha. Mấy anh em đi giờ này về đuối quá trời đuối rồi. Đó, còn về nhà về cửa. Còn ở đâu bò ông khủng khủng khiếp. Chào cái quá. Chào cả nhà. Nhớ cho Liễu Khanh like nghe cả nhà. Anh kêu cả nhà nhiều. Nhiều. Nhiệm nha. Rồi. Tạm biệt cả nhà luôn cả nhà.